Suốt đấy thay nick nhóm nâng bằng hai nhóm pi ca pra Arduino Uno chỉ mùi nâng character LCD hay Arduino Uno dưỡng nâng an tận đằng này chỉ thay ngày khai pi real time clock module hay real time clock module để nhóm cùng tập bằng hai nâng vi đập nạc ca đòi chip DS3P31 real time clock chip chip nâng vi miền tôi này tì trong trăm thằng ngày khai hai thằng ngày khai với tục nó nồng rèm hai thằng ngày khai với miền năm khai ca bạn đi chat thằng ngày khai nồng sao bạn đá mình là một thằng ngày nữa máu để tí vì để tí hai cả đôi chia alarm setting này hai giờ lớp mình đi tiết vì miền register mới cho mà store tục đầm lại system hạ phiệp hay sẽ tạo nạp phim cứ chia sẽ tạo nạp phim này lời chip năng ảnh hay lượng bản đi tiết này lời một dấu này về miền cái hạt tại EGC EEP room EEP room cứ chia có hết tên này đài ra xa tốc tên này chia ở chân trái hay một dấu này về pra EGC EGC đang pra communication line cho PT cứ SCL SCL nó kêu chia serial clock hai chữ mùi năng SDA SDA nó kêu serial data hai lời mình năng với miền trường VCC là trường ground trường VCC kêu cho tự bộ Prambol đó sao là bộ Prambol kêu chia rương thông mà nàng xâm rạp kêu lên tình địch digital xâm anh năng anh hay năng trường ground hai trường SDA nó anh này SDA cứ cho tới trường A4 hay SCL nó serial clock cho tới trường A5 hay LCD ní vì đôi khi là năng video môn đề còn đề vì lưu mình tích thì lưu thường thà VO cứ trường VO nó là LCD contact pin nó nhóm cho biết từ restore một khóa hay restore một khóa nó cho tới chương lịch một mùi nó cứ PWM chắc nó nhóm pra PWM nằm bay cầm nọt LCD contrast mình đi theo cầm nọt phép đất robot tu vào xóa nó LCD nặng hai chương ground cho tới chương ground chương VCC cho tới pram vol hai chương OS chương register select nó kịp cho cái chương lệnh 7 hai bắt đầu chương read write nó kịp cho với the ground mình này thay LCD chứ miền tôi này tí tập tua tôi là lấy pí controller bằng năng ảnh hai chương enable kịp cho tới chương thì bấm bay được bằng Arduino hai data bit với cứ dùng para 4 bit không bằng 7 bit cứ dùng para chương 4 tiếp cứ dùng para chương đi 4 rồi hốt đó đi bằng pel hay là lừa đôi nối giống như cho chương đi 4 máu chương thì bằng 4 rồi hai chương đi pram máu chương thì đọc hai chương thì hai chương đi bằng mũi từ chương thì đọc mũi hay là chương đi bằng từ chương thì đọc pì hay bẹt lại nó có đôi môn đá thì dương cho cả tốt từ ground hay anode thì dương cho mà resistor này mình làm lại pi rồi mà pay ohm hay là khả năng một tia hoa nó ngà vây đàm bằng hai cứ chỉ ngày khái sẽ toàn đạp hiếp nâng màu ok lấy dương chập đàm cho xe cô đã đuổi nô bằng dương đang bất sketch những nhóm ban mà cắt hỏi còn đặt nhóm lúc bị chọn là vinh hay nhóm ban thay đổi đó là lấy nhóm xe nó tiết nó nhóm include library mới chúng ta liquid stuff nó chỉ library để support cho mỗi năng character LCD tạo mốc nhóm hai real time clock chip từ DS sang phí sang mùi tạo mốc tiếp library nó library DS3P31 nó viết ra EGC library.
chẳng như đã tha wire dot h hay trong chu này khi bỏ các object sản phẩm LCD chẳng đã tha liquid crystal LCD hay parameter trong trong chu chia chương trong nó cái chương OS thì 7 enable thì 8 tỏ mốc cái chương data data thứ 10 muối 12 rồi hộ đó cái chương tìm 4 chương tìm 4 đọc hộ đó 12 tỏ mốc nhóm bạc cát object mới tiết cứ chia object sản phẩm real time clock chip chân object được xung clock tỏ mốc nhóm bạc cát boolean variable mới xung quanh century century ní nhóm lý chiều mà sợi chú bác đã bảo đảm lắm sản phẩm còn nọt ở khai rồi chân không ai bị fall ก็มาอ่าอัตเทพนี้ก็สําหรับปรับปรับจํานวนไลบรารีต่างๆต่อมาเฮาบังการสตริกมื้อเตียสําหรับกําหนดอ่าอาซอพีเอ็มหรือเอเอ็มแล้วยังโชว์ดอลเซตอัพสุดท้ายตัวนี้เราจะกําหนด LCD contrast ដាក់ LCD contrast យើងមិនបាច់ធ្វើក្នុង source code ក៏បានដែរយើងអាចប្រើ variable register ដើម្បីកំណត់ខាងក្រៅប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខាតយើងប្រើក្នុង program ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់វាទៅជើងទី 6 ជើងទី 6 ហ្នឹងជាជើង TWM ដល់មកខ្ញុំដាក់ថា analog right chương PWM nó cứ dùng đặt tha 50 tỏ mốc nhóm chạp đám IGRC mình tha 3 IGRC ở đồng nào cả chẳng hình đặt tha wire dot begin tạo mốc nhóm initialize LCD nhóm đặt thay LCD dot begin đọc mối biết pi mình thay đọc mối còn pi tạo mốc khả năng cách chập đam bộ được bằng cam một thí nhóm trong bằng hai hạt so mà chẳng muốn ok là lơ chua thì mối nhóm đặt thay là lơ bật to thì mối nhóm đặt thay no LCD nếp to tìm mối hay to mắc nhìn chỗ là đó và to tìm pì trong những đặt thang LCD dot set cursor zone mùi lệch mối này cứ và to tìm pì này hay là lệch zone này cứ tua sao thì bộ tua sao thì bộ chúng print về time tiết chúng ta ds sam pi sam muối chẳng tài tỏ bóc nhóm oi vi bằng hai nhỏ dạ p đó bay vị nhật tì rồi p bay vị nhật tì khi nhóm clear về chỉnh ok anh em nó set up tóm mà dương số đó là loop cho dương số là void loop chẳng là tập đó em check thà vì PM hay AM ok
Tam bất giới chiến này toàn mình là tại lại là bởi chạy tới tòa dân an đặt ta bị thông là riêng tham khó lọc sân mặt tác nhưng mà sẽ từ bố nhưng ở đây đây vì ai khó rồi giả bên tình tôi thì chứng đã tha bỏ sân bá thì em chứng ai strict nâng mà nâng à xó thì em hai bà mình chẳng thế string nâng cứ mà nâng à xó ê âm bình. Chọc tổng năng hay dương chỗ đó ca bằng 2 nhà ca phạt để chen để lưu chú tìm mùi mình chẳng khi nhóm cộng lọc LCD hoa vì nữ chú tìm mùi chúng đã tha xôn xôn nhau tới tổng mong hiểm chọc là bằng 2 tầm lấy để lưu LCD lcd.print chẳng hình đã thả string này clock.get date này cứ tháng ngày để cho chúng ta làm lại tháng ngày hay tầm rộng chỉ decimal và tòa mặt tiết nhóm bộ và nhóm thêm string tiết cứ ở nhà slash. OK, thằng nhóm bột thay tiếp, bột thay mà string lấy khẻ, chẳng string lấy clock dot get man, hay thằng nó đặt là century, hay tổng rộng với chia decimal. OK, bắt đầu mất tiếp. Nhưng mà thêm slash một tiết forward slash tỏ máu vì chân nằm chân nằm như kì chân nằm bì bòn ấy bì bòn đấy chân nhưng mà bộ thêm lịch mà phê nở mốc. OK tỏ máu cứ chân nằm nằm mình thả string lấy plot dot get year hay string này clock dot get year nó cứ chính mắc cứ lấy mà pay pi nặng ngay nhớ giờ bục thay mà lấy pay tiếp tới chữ pi con mà pay pi này hay tổng rộng với cứ chia decimal mình bèn là hay ra decimal đây sau đó giờ bục thay mà đỏ clear thì bục thay đỏ clear chắc mình đã thả space mode hay bục thay mà đầm lại giờ sẽ còn đặc biệt chắc cứ string lấy clock dot get temperature hay đầm lại tu sắp hiện viết cứ anh ấy chia float temperature nó chỉ float chắc nhưng vô chấm luôn cứ bị viết bị tổng. OK chẳng rồi yêu đó sản phẩm chua tí muối chẳng dùng chua đó là chua tí pì chua tí pì cứ bằng 2 pì nằm lại đây liền chẳng chỉ cần chấp đá như là cũng là cursor với sân cursor với cứ nấy chua tí pì chẳng nhưng đã thá anh ấy à xó tua xó cái tua xó của bốn cái và tóm đó lệnh mỗi cái chua thì pì tóm đó nhưng para lcd dot print là đấy là mấy bằng hai nhà tình là mấy lơ screen là lơ display trong data string này clock dot get hour hay là trong nó mình là parameter pi và thêm tiếp từ boolean variable mùi ní hay là mùi ní nó cứ khỏi là trong là bật chạy pi am rồi pm thì làm bật anh ấy bật chạy pi pm rồi mùi có am mà mùi ní cứ bật chạy pi
time format ta time nung bằng hai chia tùm rong đọc pi máu rồi bôi có chia tùm rong mà phải buôn máu bằng năng ảnh hay là đập ta đã chính cứ chia một phép đề sinh mạng. Ok, à nó dùng bột thêm tiếp cứ bột thêm mà sẽ nhà thông minh ở đó hay dùng thêm tiếp thêm nít tì chắc chúng đã thả string này clock dot get minute trong tùm rung với có chữ decimal đây. Tọa máu dương tập thêm trong nhà thông minh cả đôi tiết hay dương an tầm lai này vị địa tỷ chẳng string này clock này clock dot get second tọa mặt tiết dương bột thêm sẽ nhả đọt clear tọa mặt thêm DUT nó cứ AM PM bằng năng ảnh. Ok là vì rủi ro là dương xả không phá mùi sẵn nhưng mà toàn hạp lột đi. Ok về khó hà cả đáy này thì string này đi UT và nặng anh ta bật nhầm hồn cho lắm. Ok ok về khó mà cả đáy tiếp về okay, mình cả đáy khó tiếp ok về khó cả đáy này. Ok, phải chỉ nhạc bộp mũi chẳng vì ọt trầm tay tế. Ok, chẳng vì rụi rõ đấy là khi mà upload với chỗ chẳng là do you know những cái vấn đề không phổ chúng dân bạn upload video rồi hay chúng chăm sự kiện mà hát về. Ok, này cứ chia rút phép bất đại dương bàn đập lao nó khẳng cả hay system nó vì bàn bạc ở lý áp bê được chứa này tí lấy chúng reset về lòng vĩnh. À, lớp với chấp an là đập lại về lý hay là một tuần càng lớn thì chia cả bạn đi chat miền thứ ngày khai nằm hay tầm lại xem số mũi chặt bám thì chia tầm lại sẽ toàn là phép chia ông xa xe hay sẽ toàn là phép thì chia divide temperature này là chip DS xam pi xam mũi năng ảnh hay một tuần tiếp này thì chia tầm lại về lý hay về lý này khi mà dùng twelve hour format mình đã chia format đi ở phía đầu pm hay này cứ pm